Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung các phóng sự sẽ phát sóng trong chương trình truyền hình tuần từ 28 tháng 3 đến mùng 3 tháng 4 năm 2016. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế đã và đang đặt ra cho ngành chăn nuôi những khó khăn, thách thức. Vậy ngành chăn nuôi cần làm gì để hội nhập? Phóng sự Chăn nuôi Vĩnh Phúc trước ngưỡng cửa hội nhập phát sóng lúc 20h30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2016 sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về vấn đề này. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Sự kiện này đang được Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh triển khai tích cực để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự là ngày hội của toàn dân. Nội dung này sẽ được phản ánh trong phóng sự Vĩnh Phúc triển khai công tác bầu cử phát sóng lúc 20h40 phút ngày 31 tháng 3 năm 2016. Hiện nay toàn tỉnh có trên 60 di tích lịch sử được công nhận xếp hạng di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên hiện nay một số di tích đang bị xuống cấp, nhiều hiện vật quý quan trọng cũng dần bị mai một. Làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử? Nội dung này sẽ được phản ánh trong phóng sự Cần sớm bảo vệ những di tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, phát sóng lúc 20h40 phút ngày 1 tháng 4 năm 2016. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.